Ok, xin chào anh em. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bác về cách khắc phục một cái băng cassette, tức là chúng ta làm tái hiện lại những cái âm thanh ngày xưa mà chúng ta đã từng lưu giữ của băng cassette. Cái cách này chỉ áp dụng đối với những cái băng cassette mà nó không bị nhăn nha các bác nhé. Nó chỉ bị bẩn mà nó không nhăn thì chúng ta có thể làm sạch được. Thì các bác lưu ý cho. Ví dụ như các bác đang thấy trong cái màn hình đây, đó là cái băng mà nó bị bẩn. Nhìn qua camera thì khá là khó phát hiện, nhưng mà khi các bác nhìn ngoài thật ý, thì nhìn thấy nó rất là bẩn. Cái việc này thì chúng ta có thể làm để áp dụng cho những cái băng trắng mà khi chúng ta mua về ấy, nó bị mốc hay bị bẩn. Đây các bác có quan sát thấy không ạ? Qua ánh điện này, các bác nhìn thấy này. Chỗ này này. Đấy, có lâu lâu có những cái vệt bẩn nó chạy qua. Mặc dù nước băng rất là phẳng, mặc dù cái mặt dây băng rất là phẳng, nhưng mà đấy, khi tôi kéo này mình nhìn mới rõ này. Nói chung là qua camera này chúng ta khó phát hiện lắm, các bác nhìn bằng mắt thường ấy. Và tất nhiên là phải dưới ánh điện, ánh sáng nó phản chiếu vào mắt chúng ta mới nhìn thấy rõ. Chứ còn nếu nhìn bình thường không có ánh điện ấy, thì rất là khó phát hiện. Đấy, chúng ta thấy có những cái vết bẩn, nó bị hoàn toàn nguyên cái băng luôn các bạn ạ. Cho nên là cái cách này khắc phục khá là khó. Đây, tôi có hai cái băng này thì nó đều bị mốc cả hai đây. Đây các bác có thể nhìn thấy. Không biết là các bác có nhìn rõ được không, như tôi nhìn ngoài mắt thường rất là rõ luôn. Đây 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 này. Đấy, các bác nhìn qua ánh điện thì thấy rõ này. Đấy, có những cái vết bẩn nó cũng màu gọi là trắng trắng, nó giống như là, đấy các bác nhìn thấy không, đấy như này rõ này. Đấy, những vết mốc này chúng ta chùi được nhé. Nếu các bác dùng bông để mà kẹp vào đây để quay ấy, thì khi tức là tua lại cái băng cho nó sạch ấy, thì khi xong ấy, nó hay bị cái hiện tượng là như thế này. Đây rồi các bạn, đây lấy một cái băng ví dụ này, nó bị những cái đường kẻ này, các bạn kẻ sọc này, đây, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đây là cái băng này là trước đây em kẹp bông này, kẹp bông vào đây này, hoặc là kẹp vào đây gì đó, đại khái là kẹp vào, sau đó cho nó tạo ma sát lên mặt băng, sau đó chúng ta dùng để nhét vào cái cửa băng cassette, chúng ta tua để cho nó quay thì cái ma sát nó sẽ sát vào cái dây này. Đây này, các bác nhìn thấy những cái đường kẻ. Đấy, nó hại đến dây băng nhé. Sát vào đây thôi nhưng mà nó cũng bị dễ gây ra đường kẻ này. Các bác nhìn này. Đấy. Những đường kẻ này nó làm cho cái băng của chúng ta bị tổn thương. Thì nó lại càng khó phục hồi hơn, hoặc là không thể phục hồi được. Chứ còn nếu mà vết mốc như vậy, các bác làm theo cách tí nữa em sẽ trình bày, thì chúng ta sẽ có một cái băng nó gần như là hoàn toàn là hồi phục lại. Bây giờ để em test cái băng này nhé. Test cái băng này sau đó em làm, sau khi làm em sẽ lại test tiếp xem là nó chất lượng nó như thế nào nhé. Tại vì nó bị bẩn hết cả băng rồi các bác ạ. Em có mấy cái băng nó đều như vậy đây này. Tua đi một đoạn nó đều bẩn này. Ui, các bác nhìn thấy đấy, 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 đấy. Các bác nhìn chỗ này này, đấy, nó rất là bẩn luôn. Đấy, nhìn như này là các bác nhìn rõ rồi này. Em nhìn qua camera thấy rõ rồi. Đấy, những cái vết bẩn ấy rất là bẩn. Đây, để em test xem nhé. Đây, em sẽ test thu bằng cái đầu Technic M51 này. Bấm số 0 này. Do băng bẩn như thế cho nên em chỉ test cho các bác biết thôi. Lấy số 0 nha các bác nhé, thì em tua lại xem. Chất lượng nó rất là kém.
Ok, để đỡ mất thời gian em tua lại ngay. Đấy, tiếng của nó rất là sệt 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 sệt. Đấy, nó bị tình trạng như vậy. Chưa kể là nó bị lệch sệt lúc kiểu lúc có lúc không ấy. Chưa kể là khi chúng ta mài những cái băng bẩn như vậy lên đầu từ, nó sẽ gây ra bẩn đầu từ. Bẩn đầu từ mài ít thì nó không thấy cái vệt bẩn, nhưng nếu chúng ta để lâu ấy, chúng ta mài ví dụ nửa cuốn băng hay là khoảng 2-3 bài hát thôi là nó bị bẩn hết cái đầu từ, và khi chúng ta thu cái băng khác là chúng ta phải vệ sinh đầu từ ngay, không là thu nó cũng kém chất lượng đi. Đó, bây giờ em sẽ chia sẻ với các bác cách vệ sinh làm sạch cái này. Sau khi làm sạch thì chúng ta sẽ thu lại thì tiếng nét hơn. Đấy là đối với những cái băng trắng mà chúng ta cần thu, băng cũ chúng ta cần thu. Còn những cái băng ví dụ như là chúng ta cần đây, trước em đã làm cái này, nó không được sạch 100% nhưng mà nó rất là ok rồi. Nếu các bác làm nhiều lần hoặc là lâu lâu làm một lần thì nó sẽ sạch hơn nữa. Thì đối với những băng cũ chúng ta cần lưu trữ, chúng ta cần lấy dữ liệu thì nó bị mốc, thì khi chúng ta phát bằng cái đầu từ ấy, nó cũng ảnh hưởng chất lượng. Đây, không nói nhiều thì em sẽ chia sẻ với các bác luôn. Ok, chúng ta tua về cái đoạn trắng như vậy này để làm cho nó dễ. Ok, bắt đầu dây băng ở như vậy nhé. Em lấy bút đánh dấu này, các con này. Đánh dấu ở mặt bên này. Đây chính là mặt chính của nó. Bên này cũng nhìn thấy cái vết này nhưng nó hơi mờ hơn chút. Bây giờ chúng ta sẽ lật ngược dây băng lại. Mục đích là chúng ta lật ngược lại để cho nó mài vào cái này khi chúng ta tua hoặc là play. Và play thì càng tốt. Không thì chúng ta tua cũng được. Tua thì nó mài ít hơn. Khuyên các bác nên bấm play. Đấy, nó ở như này này. Thì chúng ta lật lại như vậy thôi. Đấy, lật lại như này thôi. Đấy. Đầu tiên chúng ta lật lại để chúng ta tua trước đã các bác ạ. Tua để nó quấn sang bên này đã. Đó, chúng ta để như vậy. Tại vì là khi khi cái trục trục nó chạy, trục nó quấn, nó sẽ quấn như vậy. Quấn như vậy đấy. Quấn như vậy thì cái dây băng nó sẽ ngược ngược lên. Cái mặt 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 ngược của nó sẽ lên đây, các bác nhìn cái này thì biết này. Đấy, nó sẽ quấn ngược lại. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho nó ngược lại trước nhé. Tức là chúng ta phải cho nó chạy một lần trước đã. Đấy, khi nó quay thì nó sẽ quay như này. Đấy. Bây giờ em sẽ tua đi này. Đấy, khi nó quay thì nó sẽ quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Nó sẽ quấn ngược dây băng lại. Đấy. Bạn nhìn thấy không? Nó quay theo kiểu chiều này nhé. Cho nên chúng ta không thể luồn qua đây để mà tua như vậy được. Tí nữa chúng ta sẽ liền luồn sau. Sau khi quấn này chúng ta sẽ luồn. Thì nó ok hơn các bạn. Đây, còn bước đầu tiên là chúng ta phải để như vậy để cho nó cuốn hết một bên để nó lật dây băng lại. Đấy, nó bị lỏng này. Ok. Bây giờ dây băng đã được lật lại rồi các bác ạ. Đấy, nó bị ngược lên rồi. Thì bây giờ em sẽ tháo ra nhé. Bây giờ dây băng đã bị ngược các bác ạ. Đấy, sau khi ngược như vậy thì chúng ta chỉ việc cho cái này sang đây. Tức là mặt chính của nó là mặt này, chúng ta mục đích là sát cho nó sát vào đây. Đó. Ok, đây các bác nhìn thấy không? Bên nó ngược lại này, khi nó quay nó sẽ quay như này. Đấy, còn trước đây là nó quay như này này. Đấy. Thì cái dây băng đã được lật úp lại sát vào cái mặt này.
sát vào cái này em không biết gọi là cái gì, cái gọi là cái đỡ dây băng ấy. Thì chúng ta lại lắp lại thôi. Đấy, các bác cẩn thận trong cái bước này, tại vì là nó hay bị bật ra khỏi cái đường dây này. Đang nên cho sát vào như vậy, cho dây băng kéo căng ra một chút. Ok, chúng ta lót đi lông lên, sau đó đệm tiếp cái này lên. Các bác nhớ cuốn dây băng này cho nó căng để khỏi bị kẹt vào cái khe này. Ok. Giờ em sẽ cho nó quay đây. Bấm play nha các bác nha. Kệ nó thôi. Bây giờ các bác có thể đi uống cà phê hay đi đâu đó. Nhưng mà với điều kiện các bác phải có bụng cơ khỏe, không là băng nặng là nó nặng quá, nó không kéo nổi, nó tự tắt, là các bác uống cà phê về là nó không không thấy nó quay là tưởng nghĩ sao. Ok các bác, đây nó từ nó bị bẩn đây các bác. Tuy nhiên là do cái mặt ngược của nó úp xuống cho nên là nó chỉ bị bẩn một chút thôi. Đấy, với một chút này chúng ta có thể dùng tay lau qua cũng được. Đây này. Đấy, chúng ta vệ sinh qua qua thôi. Thì chủ yếu là chúng ta vệ sinh như này này. Cái tấm đệm này. Tại vì là những cái tu vít thì nó mang tính chất từ tính, sợ nó sẽ làm hại dây băng. Đây các bác nhìn này. Hai cái vệt này chính là cái vết bẩn của dây băng nó sát vào. Khi có những cái bụi nó bám vào đây chúng ta không nhìn thấy. Đây cái mặt mặt chính của nó đây. Tí nữa nó sẽ sạch, sạch hơn rất là nhiều. Ok, cái đoạn sau video em sẽ tua đi nhé, để cho nó đỡ mất thời gian. Bẩn này các bạn này, cả cái đầu tiên này cũng bẩn luôn này, cả cái bánh pì này luôn đấy các bạn nhé, cả bánh pì cả chục luôn. Chúng ta vệ sinh này. Và đặc biệt là cái này, cái đệm này. Thế rồi các bác ơi, đây sau đúng một ngày em làm thì đã xong xuôi. Nếu các bác có ít cồn 90 độ các bác có thể cho vào đây nhé, cho vào cái miếng mút đệm này, để cho nó sát vào những cái mặt dưới này. Khi sát vào thì nó sẽ tẩy, khi nó kéo qua, khi dây băng kéo qua sát qua đây thì nó sẽ tẩy, nó sẽ đọng lại ở cái, nó sẽ giữ lại ở cái chỗ này. Đấy, tại vì cồn nó tẩy mạnh, hoặc là nó sẽ dính ở đầu từ hết bánh tỳ chẳng hạn, để chúng ta lâu lâu phải vệ sinh những cái bộ phận đó, đồng thời phải vệ sinh cả cái này luôn. Ok, thì em cho quay khoảng 6-7 lần gì đấy em không nhớ nữa, đại khái là cũng mất một ngày. Cứ bấm play để đấy thôi. Bây giờ sẽ lật ngược lại nhé, làm ngược lại, tức là lật ngược lại so với cái ban đầu. Ban đầu chúng ta làm như nào thì bây giờ chúng ta làm ngược lại thôi. Đây là cái băng nó đang lật ngược như này. Em quấn lại cho nó khỏi bị rối đã. Bây giờ nó đang ở như này. Tí nữa nó sẽ quấn như này này. Thì bắt buộc chúng ta phải lật ngược lại nhé. Lật ngược lại như này. Ok. Đó. Đấy, chúng ta phải dùng máy tua mà. Máy tua thì nó sẽ quay như này này, các bác này. Đấy, tức là nó sẽ quay theo chiều này.
chứ nó không thể quay ngược được. Quay ngược chỉ có cái mà bị cuốn theo nó mới quay ngược thôi, còn cái chủ động cuốn ấy, khi các bác cho tua băng ấy, cái chủ động cuốn nó không quay ngược được. Đây ạ, nó đang ở với cái tình trạng như vậy. Em sẽ cho vào đây nhé. Cho vào đây và bấm nút tua đi. Đấy, nó sẽ quấn như này. Nó sẽ quấn như này. Quấn như này thì cái dây băng nó sẽ lật ra ngoài. Đó, ok. Rồi, các bác làm ấm trà để chờ đi, em tắt cái video này đi cho đỡ phải chờ sốt ruột. Ok, vậy là đã tua xong này các bác. Đấy, tua xong thì nó sẽ cuộn sang như vậy. Bây chúng ta chỉ việc tháo ra thôi. Đấy, lúc nãy nó nhỏ bên này, bây giờ nó nhỏ bên này này. Bây chúng ta chỉ việc tháo ra rồi cho nó qua trên này nữa là ok. Cái miếng này nó rất an toàn các bạn, nó không sắc như cái bông này đâu các bạn. Bông này trông thế thôi nhưng mà nó rất là sắc. Hoặc là cũng có thể là do em ép nó chặt vào cái dây băng quá nó gây ra cái hiện tượng bị chảy sọc dây băng. Ok, bây giờ chúng ta nhấc ra thôi, nhấc cái này ra đây. Đấy. Cái mực vừa mờ hết rồi các bạn. Đây, đây chính là vết vết ở trên này. Đây vết ở dưới này. Nhưng mà nó bị mới rồi, bây giờ chỉ cho các bác cũng hơi khó phân biệt tại vì qua camera nữa, điện thoại nữa lại càng nhìn khó. Đấy. Thế kỷ 21 rồi còn có người chơi này rất vất vả. Đúng là mấy ông hâm hâm giống em. Nhạc nhẽo máy tính đầy không nghe nghe cái quay quay này. Đây nó bị lồi lên một chút này các bạn này. Đấy. Trước khi em làm thì em ấn lên một chút để cho nó cao, nó sát dây băng nhiều hơn. Bây giờ em sẽ ấn xuống cái bằng nhé. Đấy. Rồi nó sẽ gây ra hiện tượng dây băng bị rít. Tua một đoạn ra đối đến cái dây đen để xem là nó còn bị mốc không. Này các bác này, nhìn rất sạch luôn các bác này. Đấy. Không biết là trong màn hình các bác có nhìn thấy không. Đó. Nhưng mà nếu mà những hình ảnh này được so sánh với lúc ban đầu ấy, khi em cho các bác xem ấy thì nó sạch hơn. Chúng ta nhìn bằng mắt thường nó đã thấy sạch rồi. Đấy, nếu các bác trải qua thời gian làm nhiều hoặc là mài mòn nhiều nữa thì các bác sẽ được sạch hơn. Em chỉ làm thí nghiệm cho các bác thì làm vài lần thôi. Ok, bên sẽ test nhé. Em tiếp tục test với cái đầu Technic M51 này. Ok, em mở đây rồi. Thử bấm nhá, số 0 nhá. Số bé đi nhỉ. À, chắc máy tính bé. Đấy, nó phải dán nháy như này. Các bác đang nghe âm thanh trực tiếp từ cái laptop ra. Còn tí nữa em sẽ test cho các bác âm thanh của cái băng. Bên em đang thu này. Đèn record này. Cánh khế đầy hoa tím trong mùa chiều hoàng hôn.
đến 22 rồi này. 24 rồi này. Cái đầu technique này rất hay là khi thu chúng ta chỉ việc bấm nút rec này thôi, không phải bấm play nữa các bạn ạ. Em không hiểu vì sao nó có cái đồng hồ này, đồng hồ lẽ ra phải bấm hai cái, nhưng mà em chỉ cần bấm một cái là ok này. Ok, bây giờ em sẽ tua lại nhé, vì không không này. Đấy, không một cũng được. Đoạn đầu tiếng hơi bé. Và lúc này em chưa để volume to. Đấy, đoạn này vẫn to lên. Cho chính diện các bác nghe loa xem. Chất lượng nó hơn, ban đầu là chắc. Không bị gợn tí nào luôn, bị lê xê tí nào luôn các bạn. Đây là còn đoạn băng đầu nhé, đoạn giữa còn nét hơn. Chất lượng khá là tốt các bạn. Đấy, cái mà hôm qua em thu đây. Nó bị như vậy, cho các bác so sánh luôn nhé. Đấy, nó cứ lệch xê thôi. Nói chung là tiếng nó không nét. Đấy, hôm qua thu như nào thì kể cả các bác làm sạch rồi thì tín hiệu nó vẫn bị thế, tại vì nó tín hiệu nó bị đè lên cái mốc kia rồi. Bây giờ chúng ta tẩy cả cái mốc kia đi thôi. Tín hiệu cũ hôm qua ấy, còn tín hiệu mới hôm nay em thu thì rất là ok. Đây chỉ là đoạn đầu của băng nha các bác. Nếu mà đoạn giữa còn nét nữa. Tại vì đoạn đầu thường thường bao giờ nó cũng bị dập, lại bị dây băng nó xấu hơn. Đấy. Một số chỗ nó còn chưa gọi là chưa sạch được hoàn toàn đâu các bạn. Sạch này chỉ được khoảng 90% thôi. Nó chưa sạch hoàn toàn. Nếu mà muốn sạch hoàn toàn nữa thì chúng ta cần phải can thiệp như là cho những cái chất tẩy rửa gì đó vào cái này nhiều hơn này. Và lúc đó chúng ta cũng sẽ phải trực ở cái băng cho nó quay nhiều hơn, tức là chúng ta trực một lúc sau là chúng ta lại phải đổ chất vào đây để đảm bảo là cái dung dịch của chúng ta nó phủ hết mặt 100% cái dây băng, thì khi đó kéo thì 100% những cái bụi mốc nó sẽ ra và nó sẽ bám vào cái này chẳng hạn, hoặc là bám vào những cái đầu từ gì đó, thì lúc đấy nó mới triệt để được các bạn. Còn cái này thì em chỉ cho khoảng 1-2 lần cái gọi là cồn 90 độ thôi, cho 1-2 lần. Mà cái cồn thì một lúc sau là nó khô rồi, nó không thể đảm bảo là mài hết tất cả 100% cái băng được. Đó, cho nên là nó cũng chưa triệt để cho lắm, tại vì là chỉ test cho các bác là chính thôi. Với lại em cũng chẳng có thời gian mà trực cửa cái băng cả ngày để mà xử lý nó cả. Đấy là nếu các bác nào rảnh thì cứ làm thôi. Hoặc là lúc nào rảnh thì chúng ta làm được thì chúng ta sẽ ngồi đấy, chúng ta làm một lúc. Xong lúc khác thì nó tắt đi, chúng ta đi tiếp. Đi làm việc khác, ví dụ thế. Ok, đây là cách mà em đã phục hồi, gọi là khôi phục một số băng cassette em thường làm. Còn theo cái cách bình thường, bình dân nhất là chúng ta cho bông hay cho gì vào đấy tua cũng được. Nhưng mà cái cách đấy thì em thấy là nó không ok cho lắm. Thứ nhất là nó hại dây băng, thứ hai là nó khi nó kéo nó bị lệch đường dây, nó không chuẩn các bạn ạ. Ví dụ các bác để cái bông vào đây này, nó sẽ bị lệch đi, nó chỉ sạch một bên thôi, nó không sạch bên còn lại. Đó.
thì nó cũng cái gì cũng ưu nhược điểm của nó, nhưng mà cái cách đấy thì nó tiện hơn. Có nhiều bác thì cũng bảo là tua thì nó khác hết, nhưng mà tua thì nó chỉ hết cái phần mặt 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 bên cạnh của dây băng, mặt này hoặc mặt này thôi, có cái phần giữa này tua thì nó không bao giờ hết được đấy. Ví dụ mốc, có những cái mốc thì nó bám, chúng ta chỉ cần tua nó sẽ bắn ra, hoặc là play nó sẽ bám cái đầu từ, nhưng mà có những cái ví dụ như băng này này, em mở mài bao nhiêu lần vào đầu từ mà nó không không thể ra được, các bác ạ, bắt buộc phải lật ngược lại. Và nếu mà biện pháp mạnh hơn ở đây em chỉ test cho các bác thôi nhé, nếu biện pháp mạnh hơn chúng ta nên dùng chất tẩy rửa bôi vào cái này này, bôi vào cái mút đệm này đấy, như mà em nói là chúng ta sẽ triệt để các vết mốc bẩn hơn. Ok, các bác thấy video hay và có ích hãy bấm like và chia sẻ mọi người cũng biết nhé. À, để em lấy động lực lần sau em sẽ ra những cái video tốt hơn, hoặc là đăng ký kênh để được theo dõi những cái video mới nhất mà em đăng về chủ đề đài cassette, để hy vọng anh em chúng ta chơi cassette được tốt hơn. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video.